khu công nghiệp Sông Công 2 các bạn. Em vừa xuống nút giao Sông Công. Hôm nay lại đi mua xe các bạn, cách nhà có chục cây thôi. Đến chỗ xe rồi các bạn, nhưng mà không phép có được quay không, để xuống xin phép bác chủ quay đó nhá. Đấy, đến chỗ xe các bạn. Đấy, bao giờ quả mũ mũ cối Việt Nam nhưng mà lại China này. Con này K3 213. Cửa kia là zin hết từ đầu đến cuối luôn. Cái ghế này, ghế này phải bọc lại. Đây có kim cương luôn. Sơn lại hay đánh bóng lại? Sơn lại, tôm vào cảm cái gì? Cái này là cái này xe không quan trọng. Cái này là Kia của hãng, xe chạy thử. Nên nó thích là nó xịt đi. Nhưng mà lúc em mua nó là xe của hãng luôn thì xe đang Kia mà thì em Kia luôn em còn. Máy móc thì khô đét. Con này xe máy thì biết. Rồi, máy ngon. Chạy nhiều thì nó ra được con này. Máy móc thì ok rồi. Ngồi lên lái thử phát biết ngay. Nói. Đây nó là bản nhập lắp ráp. Như con này nó khô khô này là ngon rồi, như con nó ẩm ẩm dầu. Độ đèn bi rồi các bạn. 395 đi về bảo dưỡng khác mẹ thì 400 độ. Xe chạy thử đằng sau. Xe này vào nhà máy còn vứt ở ngoài trời suốt ngày. Nó mới hết đường ngon này. Đây đặc biệt là ghế này. Phần đằng sau đây các bác. Đằng sau gặp cái có ai ngồi, anh nhìn thấy bên phản dưới, biết đôi khi nó có thể có. Nhìn luôn. Đôi khi, nhưng mà xe chạy thử đằng sau nó ít đường ngồi. Thì đằng nhà anh em đứng, anh em đứng. Đây, Nguyên Đình bấm. Anh để ngoài trời suốt mà. Ờ, cái này vỡ. Con này sao bị bạc hết chỗ này. Vỡ miếng này. Phải thay mặt đèn. Lốp khá là dày các bạn. Cái la răng con này là con áo bị xước nhá. Đấy, mặc định cái con K3 luôn. Nó lồi ra ngoài mà. Con này ai đi mà không xước thì là thánh luôn, con K3 này, cái vành ấy. Ui, ba quả lốp rồi. Đâu nhỉ, mình bảo đâu nhỉ? Đây anh. Ok. Odo đang 9.6 vạn. Có chuẩn không các bác? Đây, đây mấy cái này là bong hết rồi. Mạ chrome. Nút này. Màu xem cái bên trong cái kính chế lại. Đó. Ok. Điều hòa thì mát các bạn. Gió thẳng vào người. Cần số đã được dán carbon. Đây kim cương luôn, phanh tay này. Đây này, còn là zin từ dàn co luôn các bạn này. Này cabo này thay. Đấy, cái này là chỉ giả này, họ thay cabo mới. Từ trong hãng luôn nhé. Chỉ bây giờ nó nứt. Để thay cái kính lái. Kính lái thì thay rồi các bạn. Chạm cabo cho nó trùn lên tí kính. Máy thì vẫn zin đét luôn. Chạm hải đăng các bạn. Ba anh em vừa ăn cơm xong. Cái con K3 lúc nãy là không mua được các bạn. Bị thay cabo, thay kính, máy móc thì zin. Đằng sau các thứ ngon. Giá cao không mua được. Đúng rồi. Giờ lại tiếp tục di chuyển xuống dưới Hà Nội để xem một con nữa các bạn. Không biết có mua được hay không. Gần đến nhà chị chủ rồi các bạn.
Ở đây là Long Biên Riverside nha. Toàn biệt thự thôi, vào trong đấy. Vinhome. Con của bác Vượng à? Long Biên. Này, vào cổng là phải gọi chủ nhà xác nhận các bạn. Đây có cái hồ đẹp chưa này. Ôi giời. Cà phê giữa hồ luôn. Chiều thôi rồi nè. Vinhome. Đúng vào hồ luôn này. Ôi à con nó đẹp không? Đi tiếp đi, tí nữa. Vào trong này toàn thấy xe sang nữa. Đấy. Mẹc B, mẹc B. Này. Không có một cái lá nào dưới đường luôn. Này còn cửa lớn hết. 1 2 rẽ ở cái ngõ trên kia, chỗ con lịch sử ấy. Toàn xe sang các bạn. Rẽ vào đấy, rẽ trái. Đây có con Vios là cùn nhất rồi. Nguyệt Quế. Tên hay phải xem là phải đúng nhà cơ. Đỗ sai là phạt. Chậm chậm thôi nhà. 07 0721. Đây 08 07 là bên trái chứ nhỉ. 21. Đây này. Đấy, đến đây rồi nhưng mà tí để anh Cường vào xin phép bà chủ đã. Em đậu ở đây được không? Nhưng mà lại chờm lên nhà bên cạnh tí đi. Vâng. Đấy, đến nhà bác chủ rồi các bạn. Vừa xin phép để quay. Nó ngấm dầu rồi thay gioăng. Nó còn giấy tờ trong này. À còn giấy tờ đúng không? Đi đủ hết mà thay. Vì là em đang thấy là tháo rồi. Rồi có tháo. Thay gioăng, thay gioăng. Nó bị ẩm là anh thay đúng không? Gioăng đắp máy đúng rồi. Vâng. Nó ngấm mà. Vâng vâng. Cũng mới thay được mấy tháng rồi mà. À thế ạ. À? Không có giấy tờ cái thứ đây, nào. Giấy tờ đây. Và tí anh cho em xem qua cái. Nhưng mà anh cẩn thận quá, nhiều khi nó ẩm ít thì cũng chả sao đâu. Cabo tháo. Vâng, đầy đủ hết giấy tờ đây sửa chữa không? À vâng, anh cứ để tí nữa em hết. Có. Không thiếu gì. Cabo ra họ sơn. Cabo thì tháo rồi này. Cabo tháo làm gì nhỉ? Đây con dây ơi, mẹ đây. À cái vết này là nó chạm xuống đây thôi. Cái gì? Cái xước xước. Xe của anh còn để bên ngoài đúng không? Ừ, chỗ mà để chạy. Không, thì mới để bên ngoài khoảng vài tháng này trước thì toàn để trong nhà thôi. Chạy qua ra chỗ anh Đào nằm con dây cái. Chỗ nào? Nó về, nó đi xe buýt về. À, bây giờ nó đang ở đấy chưa? Nó đang ở đấy rồi, anh ra nó. Kim là nào? Phần nội thất này, các bác bên phụ này. Đấy, xe này 7 chỗ nhưng mà chỉ 2 người đi nhé. Bác vừa bảo. Cửa thì ok. Cửa phụ này. Cửa sau đây. Tự nhiên cái mic không nhận, chán ghê. Máy của em à? Của em ấy, lúc nãy vẫn được. Hàng ghế sau hầu như là không người ngồi. Đây, chân nỉ khá là đẹp. Cửa sổ rơi nhé. Thế là để 20 mấy nhỉ anh Cường nhỉ? 27 đăng ký 28. 27 đăng ký 28. Đấy, chị ấy đi nước ngoài thế là bán. Sau về lại tìm lại mua xe khác. Đây cũng thấy vặn này. Đấy. Nhưng mà không biết là lý do gì. Đâm thì không có rồi. Chắc sơn. Sơn lại tháo ra làm gì nhỉ? Zin luôn. Ốc lại vặn. Đâm thì không đâm. Xe này là từ khi mua là chỉ chạy Hà Nội rồi chị. Kính vẫn 27. Kính 17. 17 nhưng mà tháo. Ốc tháo. Ốc này bao cabo. Con này thấy giảm nước cũng thấy ít keo. Bác bảo full lịch sử sửa mà có cả giấy mà.
sửa làm những cái gì thì thay gioăng cái đây, thay gioăng. Thay gioăng có cả ẩm dầu. Còn hóa đơn. Dầu các chủ vẫn thay. Đây phần cửa sau đây các bác, cửa thì zin. Còn đây thử lái nữa nhỉ. Kè không mòn mấy hai cái mạ này nó xịn hơn nhỉ. Cái gì? Đây cái vô lăng này mòn. Cái cửa này không mòn mấy. Vô lăng thì nó cầm rồi, đâu có chân phanh nó mới mòn ác kìa. À đây thủ đô phải thế nhá. Thủ đô đấy, đấy thì dí xuống. Là dí này. Đấy, đây. Các xem đứng là dí này, đi suốt ngày phải dí này. Đấy, thế nó bị mòn. Thế coi nếu mà ở tỉnh mà mòn như thế này nó phải chạy 2 năm. Cửa này tháo. Nhưng mà chắc là sơn không có va chạm gì cả, chỉ vẫn zin. Nổ máy này. Okay, có lỗi lầm trong nào. Dán lốp mít. Vẫn còn mới phết các bạn, đây xem date từ bao nhiêu nhỉ, 2021 mà đi này, vâng này, vẫn ngon luôn. Nhưng mà bác này, bác ấy cũng có tuổi, bác đi ít, 2021 vẫn còn dày bịch luôn này, cả dàn này, đăng kiểm này 2026 đấy, anh Cường đang ga này, không tí khói nào. Thay 9 triệu này. Thay 9 triệu trong đấy xem. Có à đây là đánh bóng xe thì nó tốn thôi, sơn xi các thứ linh tinh, cái này không nhiều cả. Má xem, phanh trước. Xem lại dầu phần nhớt. Phần hộp số này. Vẫn nguyên giấy tờ ở đây. Dầu lọc nhớt, thuộc phần nào đến hộp số. Không xem cái nào đắt đắt thôi thì kiểm tra bổ sung dung dịch làm mát, kiểm tra có ban hành kiểm. Kiểm tra bổ sung. Tức là anh làm rất là định kỳ nhá. Tính chồng chị thế mà. Tính là thế. Tính cẩn thận. Tính cẩn thận. Ngày 22 tháng 4 năm 2022. Đi ông cũng phải đi xem Mỹ. Làm hết 14 đấy, hai cái xe đều phải xem Mỹ. Làm hết 14 triệu này. Thích thế. 14 triệu trong đó có lốp à, 4 quả lốp là đắt nhất, 2,6 triệu một quả. Vâng, lốp mít. 14 triệu. Còn lại còn 100 nghìn thôi. Thay định kỳ kể cả hỏng hỏng. Loại xem có gì mà cái ốc nhiên liệu toàn bộ này ra này. Xem rồi, bảo dưỡng vệ sinh lọc hút kim phun, bảo dưỡng cái này bảo dưỡng gần như là toàn bộ. Cân chỉnh góc bánh luôn này. Đấy, lọc dầu nhiên liệu, dung dịch làm sạch kim phun, lọc gió điều hòa. Cái này hết 4 triệu. Kiểm tra chảy dầu nhiều phía đế cốc lọc. À cái cốc này cốc lọc thì không nói làm gì cả. Cốc lọc. Bổ sung dầu nước làm mát. À, kiểm tra chảy dầu 3 triệu. Mà làm là ông cứ làm ở chỗ đấy chúng nó bảo đắt. Thằng em chị bảo không bao giờ làm đấy. Nhưng mà lão bảo lão này quen đâu rồi lão cứ thế thôi. Má thằng sau. Đấy, nó còn dài về. Đây là... Đây, cái này mới thay 4 cái lốp. Cái lốp là đúng. Dùng chị cẩn thận lắm rồi, không nào. Thế là nhà chị là hai xe à? Sắp tới là chị đi hay là ai đi nước ngoài? Hai cả hai vợ chồng. Cả hai vợ chồng đi luôn á? Công tác hả chị? Công tác. Ở nhà đi chứ chẳng có thể. Kiểm tra. Vệ sinh họng hút bướm ga. Vậy tất cả giấy tờ tôi làm ở ngoài bằng xe tủ lạnh. Để xem những cái gì nó quan trọng không? Kiểm tra bổ sung dầu làm mát. Và chỉ thế thôi. Lọc gió, kiểm tra bổ sung. Cái này trước là bác đi làm cái gì nhỉ? Con thấy nó tháo ở cổ bô này. Thì chỉ có thay răng thay chiếc có con nhóm ở đây rồi. Kim phun, buồng đốt. Đấy. Cứ đến từ khi bảo dưỡng là tôi đi làm phanh dầu. Làm có cái gì là làm ngay. Thế còn cái thời từ 2020 trở về trước anh còn giữ giá, giữ giấy phiếu. Cái đấy thì tôi thay dầu của hãng ở chỗ cái Chevrolet này này. Khi mà hết của hãng. Thì là nó giải tán thì nó bán cho thằng Vượng ấy thì là tôi sang bên ô tô. Thì xong bác lại mua nhà của thằng Vượng. Thời đấy thì thực ra là chỉ có mỗi thay dầu thôi mà tại vì xe nó mới có làm chết gì đâu. Đây nhà mà ấy này. Mình này. Cái nguyên nhân mà để tháo cái cổ xả đây này. Kiểm tra chảy dầu đế cốc lọc này. Tháo hạ động cơ kiểm tra chảy dầu. Chứ nó không phải làm máy nhá. Đấy, đây cái công của nó chỉ có 3 triệu thôi. Công tháo kiểm tra cái chảy dầu thay cái gioăng đấy nó chỉ có 3 triệu thôi. Đấy. Phụ tùng gioăng ống nước làm mát két sinh hàn đấy. Con này thay cả két sinh hàn. À kiểm tra thôi. Con này kiểm tra két sinh hàn thôi, không phải thay. Cái két sinh hàn là cái két mà nó làm mát cho dầu hộp số.
Đấy. Nhiều khi cái két đấy mà nó bị lỗi là dầu hộp số nó sang két đấy và nó nổi ở trên cái phần nước làm mát rồi. Đâu nhỉ, nước làm mát đâu đấy. Nó sẽ nổi trên đấy. Xem rồi. À, không có đâu đúng không? Không có. Thì về cơ bản thì mấy cái lỗi mình xem thấy tháo ra thì nó nằm hết ở trên này rồi. Ừ. Okay. Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi cẩn thận lắm, tôi làm đến cây số là tôi làm, kiểm tra toàn bộ làm có cái gì là làm thôi. Cái tấm này nó đang mất đi một ốc, hai ốc kia nhỉ? Chắc nó tháo khu nào đấy. Tháo ra thì thế nào đấy thì mình hai cái đấy là hai cái nở nhựa. Nhưng mỗi cái này là tháo chắc là cái sơn. Cái cao tháo hạ, hạ à, để hạ máy. Tháo đấy ra. Cái cốp nữa. Cốp cũng vết vặn không biết làm gì. Cốp cũng vết vặn. Nhưng mà không đâm, vẫn zin. Kiểm tra kỹ xem ở bên trong ấy có bị xe này tháo không đâm trước gì đâu. Nhưng mà có bị ngập không anh? Không, không bao giờ ngập nữa. Ủa, cái này hồ sơ sửa xe là anh biết à? Để nguyên một phong bì luôn. Đấy. Để luôn cho phong bì đó. Thôi gọi đấy thì xong đi vào nhà anh chị để trao đổi một tí. Xe thì kiểm tra tình trạng thế thôi. Động cơ, động kiếc thì nó cũng vậy thôi. Mình làm vòng ra kia xong vòng ở đây đi. Xong mình cứ vào nhà thôi. Chưa lắp camera mà không biết nhà vẫn ở Nguyệt Quế mấy với khu này. Nguyệt Quế 7. Đợt trước cháu xuống ấy. Chỗ này bọn nó lắp camera. Wow. Khóa ở trên ghế mà. À, anh Cường cầm. Mở gương lên. Đấy, xem xe xong rồi, về vào nhà bác ấy. Nhà bác có ai để xem giờ. Bay. Chị phải mua máy bay cho em. Không, em chị nói em nghe, em làm cái nghề được thì tin là em sẽ phát triển, không bao giờ bỏ nghề đâu. Làm được tại sao phải bỏ? Quan trọng là đam mê đi lại. Trời lợi thì nó sẽ đã được công việc. Thế còn còn đồng chí nữa đâu? Chào anh. Đi về trước đón con rồi. Em chào bác. Chị. Vâng. Chào em chúc sức khỏe nhá. Chúc em sang năm anh chị lên đường may mắn, okay. Sức khỏe. Nhưng mà về nó đổi xe thì nhớ em. Đấy, đây là mua xe này rồi các bạn. Đấy cho anh Cường tài xế. Ai xa. Bác chủ kia thì bác ấy vẫn kiểu như là hơi tiếc cái xe đấy các bác ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là bác ấy đi nó từ năm 2018 đến giờ rồi đấy. Đấy. Bác trai thì tiếc thôi nhưng mà bác gái thì không tiếc. Bác gái không tiếc. Bác gái ở nhà có hai con bây giờ không đi nữa, đi nước xe này con trai không đi đến. Bây giờ thì hai anh em tiến hành rời khỏi Vinhome để đi về Thái Nguyên các bác nhá. Ngồi trên con xe 7 chỗ này phải nói rằng là nó rộng rãi đã thật đấy. Sướng thật. Đấy, bây giờ thôi di chuyển về đã. Trên cao tốc em sẽ chia sẻ các bác về cái con này nó đi như thế nào, mọi thứ nó có ngon lành hay không nhá. Xe thì số km là zin nhá, vì một chủ mua từ mới các bác ạ. Đó, ở trong này là họ đi tưới hoa, tưới cây bằng cái xe luôn. Bằng xe luôn này. Đấy, đây là khác, không phải xe nhà nước đâu, xe của khu đô thị đấy. Làm đấy, tưới của phun mạnh này bay hết cả hoa các đâu. Thứ đẹp nhỉ, đây đúng là khu VIP nhà bác Vượng cũng khu này mà. À đấy, chắc không phải khu này đâu. Vẫn là cái trong cái quần thể này, chứ, nhưng mà không phải cái đoạn này. Rồi khởi hành về đã các bác nhá. Cả mấy đồng chí XX bộ công an cũng ở đây hay sao được trước. Ở đây có cái đường tròn to vật vã luôn này các bác nhỉ. Toàn trồng cỏ làm cái to tướng ở đây, làm cái nhà giữa đẹp phí đất nhỉ. Đây cái con này vẫn nguyên bản các bạn, mấy cái đồ là nhìn mới nhỉ, mỗi cái vô lăng nó cầm ông chủ ông cầm là mòn tí đó. Đấy cửa sổ trời nãy chưa thử đấy à, anh thử rồi à. Bắt đầu di chuyển về Thái Nguyên các bạn. Một tiếng là đến rồi. Bảy mấy cây. Đường tự nhiên đi chậm chắc là hai xe tải rong nhau rồi. Đây bác chủ rất cẩn thận đấy các bác. Bác này làm trong cái bộ ngoại giao nhé. Chứ là đi nước ngoài suốt. Đi mỗi đợt mấy năm rồi phải bán xe. Khi nào về mua xe khác. Đại sứ quán.
cái giấy tờ này là để nguyên một phong bì này. Đấy, còn cái này là cái bảo dưỡng sửa chữa này. Đấy. Đầy đủ luôn. Các hóa đơn làm những cái gì đây này. Một tập giày này các bác. Em vào cao tốc Thái Nguyên Hà Nội rồi các bác ạ. Đây, đang chạy với vận tốc là 90. Anh Cường nãy thử nhấn nhẹ cái là lên 100 luôn. Nội thất con này không phải bàn rồi đây. Bóng loáng đây em chưa vệ sinh nha. Về em chỉ cần lau lướt rẻ là nó rất là đẹp luôn. Chìa khóa còn 2 chìa. Nguyên 2 chìa luôn. Vị trí này đẹp nó thiết kế đấy. Mạ chrome các tấm nặng của Startup. Chỗ trò đĩa vào cũng sang nhỉ. Đúng là Mỹ. Dự kiến về thì em sẽ bán khoảng hơn 300 thôi các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ em. Số điện thoại em để góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Hello, chào các bác.